Pokemon là một series phim hoạt hình nổi tiếng từng chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả, đặc biệt là các em nhỏ tại Nhật Bản cũng như là trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải tập phim nào của Pokemon cũng đều được đón nhận và thậm chí là từng có một tập Pokemon bị cấm chiếu. Vâng, đó là tập phim số 38 được chiếu vào ngày 16 tháng 12 năm 1997, tức là cách đây đúng 20 năm. Lý do là vì nó khiến cho hàng trăm trẻ em tại Nhật Bản sau khi xem xong tập phim này thì phải nhập viện với nhiều triệu chứng co giật rất nguy hiểm. Trong tập 38 và phút thứ 20, màn hình xuất hiện cảnh nhân vật Pikachu phóng luồn điện vào những tên lửa đang lao tới. Khung cảnh chuyển sang màu đỏ và xanh liên tục nhấp nháy dữ dội khoảng 5 giây. Sau khi xem xong cảnh phim này thì đã có 685 trẻ em phải nhập viện với các triệu chứng như là hoa mắt, nôn và co giật. Các bác sĩ cho biết ánh sáng phát ra với tần số sóng là từ 10 đến 30 Hz có thể gây ra cơn co giật. Hơn nữa màu đỏ cũng có tính kích thích cao. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì các chuyên gia cũng chưa thể gọi tên chính xác vấn đề của hiện tượng lạ này. Sau nhiều năm nghiên cứu thì họ đã có kết luận và gọi hiện tượng này là động kinh cảm quang. Nhằm ngăn chặn không để lặp lại bất kỳ sự cố tương tự nào thì chính phủ Nhật Bản đã quyết định loại bỏ vĩnh viễn khả năng phát lại tập phim này trong tương lai. Bản thân tập phim cũng chưa từng được phát lại tại bất kỳ quốc gia nào ngoài Nhật Bản. Sự cố này được giới truyền thông Nhật Bản gọi là Pokemon Shock. Các nhà khoa học tin rằng chính những ảnh chớp sáng đã gây ra cơn quang động kinh, trong đó những kích thích thị giác tương tự có thể làm biến đổi ý thức. Và Pokemon Shock cũng đã tạo ý tưởng cho các hãng phát triển vũ khí Hoa Kỳ về một loại vũ khí phi sát thương mới có thể khống chế đám đông bằng cách sử dụng hiệu ứng này để gây kinh động kinh hàng loạt. Và nhiều người cho rằng trẻ em xem phim hoạt hình thì sẽ không có hại gì cả. Tuy nhiên, theo nhiều bác sĩ thì phim hoạt hình nếu như mà có những cảnh bạo lực hay là những hành động như là bay nhảy, leo trèo hoặc là tệ hơn thì là kiểu trò chơi tấn công ác ý của các nhân vật hoạt hình thì cũng ảnh hưởng rất là xấu tới tâm lý của trẻ nhỏ. Đã có rất nhiều vụ trẻ em tử vong vì bắt chước phim hoạt hình như là cầm ô nhảy từ chung cư cao tầng xuống đất hay là thử chôn bạn của mình xuống đất chẳng hạn. Do đó, lời khuyên là đừng bao giờ cho con em mình xem TV một mình dù đó có là phim hoạt hình.